Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Huyện ủy Bắc Mê vừa họp ban chỉ đạo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tiến độ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, lãnh đạo huyện Bắc Mê đề nghị khẩn trương hoàn thiện danh sách, phương án chuẩn bị triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội cơ sở đạt hiệu quả, tập trung kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, rà soát xây dựng đề án nhân sự khóa mới, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến với đoàn viên, hội viên và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng tuyên truyền trên các mạng xã hội, quan tâm phát động các công trình chào mừng đại hội và phong trào thi đua phong phú, đảm bảo phù hợp đúng theo quy định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quản Bạ vừa tổ chức Đại hội Hội đồng Quân nhân huyện nhiệm kỳ 2023-2025. Nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng Quân nhân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp, thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế. Đã huy động 84 cán bộ chiến sĩ tham gia tu sửa, dọn dẹp 3,8 km đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được 12 nhà và giúp đỡ khắc phục thiên tai được trên 100 lượt. Nhiệm kỳ 2023-2025 này, Hội đồng Quân nhân huyện tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt dân chủ về kinh tế đời sống, tổ chức tốt công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Ngày 8 tháng 12, huyện Đoàn Hoàng Su Phi phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, huyện Đoàn Hoàng Su Phi đã tổ chức hơn 35 hoạt động hưởng ứng tuần lễ du lịch văn hóa, giới thiệu được 183 đoàn viên ưu tú kết nạp vào đảng, kết nối tổ chức tặng quà học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 180 triệu đồng. Phối hợp với tổ chức Plan xây dựng được một bể bơi nhân tạo trị giá 150 triệu đồng, xây dựng 4 video clip tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và hỗ trợ được 56 hộ gia đình cải tạo vườn tạp. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phi đề nghị huyện đoàn tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động sinh kế, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời phấn đấu rèn luyện, chủ động học tập nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng trong đoàn viên thanh niên. Huyện đoàn Quang Bình cũng vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 mở rộng khóa 4 nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trong thời gian tới, huyện đoàn Quang Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đoàn viên. Đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong triển khai các chương trình tình nguyện, các đợt cao điểm tình nguyện và các chương trình đồng hành với thanh niên. Huyện đoàn phối hợp với văn phòng Plan Hà Giang vừa tổ chức Hội đồng Trẻ Em năm học 2023-2024. Tại kỳ họp, các thành viên đã thảo luận về vấn nạn bạo lực học đường, chia sẻ kế hoạch hoạt động trong năm học 2023-2024. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, lắng nghe tiếng nói trẻ em, phát huy tiếng nói trẻ em gái, thực hiện quyền trẻ em. Thông qua kỳ họp, giúp nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Bên cạnh đó là điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến nguyện vọng về các vấn đề liên quan, thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của trẻ em trong các quyết định, chương trình chính sách có ảnh hưởng tới trẻ em. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc xây dựng trường trọng điểm tiểu học Quang Trung giai đoạn 2023-2030. Trên cơ sở ý kiến bày tỏ đồng thuận với chủ trương xây dựng trường trọng điểm tiểu học Quang Trung, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã khẳng định, việc xây dựng trường tiểu học Quang Trung là trường trọng điểm có vai trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh tiểu học trong ngôi trường chất lượng của thành phố, đồng thời có thể tham gia cạnh tranh cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, phòng sẽ tổng hợp và báo cáo lại với Ủy ban Nhân dân thành phố để có phương án hợp lý nhất. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Tam Sơn huyện Quản Bạ đã chủ động trong đổi mới, sáng tạo, áp dụng nhiều mô hình, phương pháp giảng dạy mang tính tư duy cao tới học sinh. Trong đó có thể kể đến mô hình
cây nhân cách ba gốc rễ được trường phối hợp với Tổ chức Trí tuệ Việt Nam xây dựng với ý nghĩa nâng cao tinh thần tự học, tinh thần sáng tạo và phát triển văn hóa đọc sách. Cây nhân cách ba gốc rễ với ba nhánh rễ gồm đạo đức, trí tuệ, nghị lực đã đưa các em học sinh của nhà trường thêm yêu thích và phát triển văn hóa đọc, tự học. Phong trào đọc sách của nhà trường được chúng em hưởng ứng rất nhiệt tình, và đối với bản thân em thì em đã tự học ở nhà từ 7 giờ đến 9 giờ tối ạ. Và qua đấy là em đã rút ra được một bài học, và ý nghĩa là chúng ta sẽ phải tự học ở nhà để khám phá thêm nhiều điều mới, kiến thức mới. Giờ đây, mỗi bạn học sinh của trường tiểu học Tam Sơn khi đọc xong một cuốn sách, báo hay truyện sẽ tự mình viết lại những điều đã lĩnh hội và học được từ trong cuốn sách và treo lên cây nhân cách ba gốc rễ với các trái xanh, vàng, đỏ. Mỗi trái ở đây đều có một ý nghĩa cụ thể như đọc hiểu câu chuyện tương xứng với trái xanh, rút ra được ý nghĩa của câu chuyện tương ứng với trái vàng, vận dụng vào cuộc sống hàng ngày tương ứng với trái đỏ. Tùy theo cái khả năng nhận thức của mình, cái suy nghĩ của các em thấy có thể là hình thành được quả xanh, quả vàng, quả đỏ. Từ đó các em dán lên cái cây ba gốc, thì qua cái hoạt động đấy hàng tuần thì biết là trong tuần vừa qua là các em đã đọc được chuyện gì và dán được cái cây ba gốc. Các em hiểu được cái nội dung gì cho câu chuyện đấy và các em vận dụng được cái gì trong cuộc sống. Và cái phong trào này có thể nói là đã trở thành một cái phong trào rất là tích cực trong học sinh hoạt động nhà trường. Vào thứ sáu hàng tuần, các thầy cô giáo của nhà trường sẽ tiến hành hái trái trên cây ba gốc để đánh giá khả năng tư duy, khả năng tự học, tự đọc của các em học sinh. Để tiếp tục đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng khối lớp cũng như từng nhóm học sinh. Từ mô hình này sẽ tiếp tục hình thành và phát triển phong trào văn hóa đọc và tinh thần tự học cho mỗi lứa tuổi học sinh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong các năm học tiếp theo. Thực hiện kế hoạch kiểm tra các điểm kinh doanh, buôn bán hàng tạp hóa tại khu vực cổng các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn Việt Quang, lực lượng chức năng đã kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, phát hiện trên 2.000 sản phẩm gồm cánh gà, cánh vịt, xúc xích, sữa nắc mực, hải sản, kẹo dẻo, kẹo sữa, nước ngọt màu đang lưu thông, không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Căn cứ quy định của pháp luật, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và buộc chủ hộ kinh doanh tiêu hủy toàn bộ hàng hóa, tang vật vi phạm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc vừa tổ chức hội thi truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2023. Đây là một nội dung trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Hội thi có 3 phần thi gồm phần chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống, có nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương về vấn đề bạo lực gia đình, tảo hôn, mua bán phụ nữ và trẻ em. Thông qua hội thi nhằm trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội, từng bước nâng cao chất lượng cho hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, mua bán phụ nữ và trẻ em. Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động người dân làm căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, huyện đoàn Bắc Mê đã tích cực phối hợp, huy động lực lượng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh. Phối hợp với huyện đoàn và các đoàn thanh niên trực thuộc của các xã thị trấn và đến nay đã đăng ký và kích hoạt được 15.189 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên tổng số là 41.658 dân số. Các cấp bộ đoàn của huyện Bắc Mê tập trung tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công và cài đặt kích hoạt ứng dụng VNID, thành lập nhiều đội hình tình nguyện phối hợp cùng công an các xã, thị trấn, hỗ trợ công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện, cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng tài khoản VNID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch dân sự. Đoàn các cấp thì cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác đoàn trong năm, và
đoàn huyện đoàn đã lấy đây là một cái tiêu chí để đánh giá cái quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn. Trong những ngày qua thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là đoàn thanh niên thì đại diện cho lực lượng trẻ, chúng tôi đã hỗ trợ bà con nhân dân kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn bà con nhân dân trong việc cài đặt và kích hoạt. Với tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên huyện Bắc Mê trong thực hiện đề án 06 của chính phủ đã cho thấy quyết tâm của sức trẻ trong việc nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử, góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Mê. Vừa qua, huyện đoàn Xín Mần phối hợp với Ban điều hành Plan xã Tả Nhiều, Ban điều hành Plan xã Nấm Dần tổ chức hoạt động tham quan học tập liên xã cho học viên lớp sinh kế thuộc dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số. Mô hình tham quan thực tế là mô hình nuôi ong lấy mật của học viên Vàng Văn Lít, thành viên câu lạc bộ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã Nấm Dần. Việc tham quan thực tế các mô hình phát triển kinh tế là hoạt động thiết thực giúp các học viên được tận mắt thấy hiệu quả đem lại của các mô hình. Các học viên được chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng các hoạt động phát triển kinh tế để áp dụng vào thực tế chính gia đình mình, từ đó phát huy tốt được mong muốn của dự án, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương về địa hình, diện tích hoa bạc hà tự nhiên, thời gian qua, nghề nuôi ong lấy mật ở xã Sủng Thài, huyện Yên Minh phát triển khá mạnh, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn. Hiện nay, xã Sủng Thài là địa phương phát triển khá mạnh về nghề nuôi ong lấy mật với trên 800 đàn ong, hộ nhiều nhất nuôi hơn 100 đàn, hộ ít nhất nuôi khoảng chục đàn. Nhờ mạnh dạn đầu tư và áp dụng đúng quy trình nuôi ong lấy mật, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo với giá thị trường dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng một lít mật ong hoa bạc hà. Mỗi năm, các hộ gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng. Trên địa bàn xã Sủng Thài thì có trên 800 tủ và hơn 20 hộ là chăn nuôi ong. Thì cái kết quả cho thấy thì đặc biệt là như hộ anh mua thì một năm là có thể cho thu nhập 30-40 triệu. Có những năm thì thu nhập đến 5-60 triệu từ chăn nuôi ong. Thì xã cũng đã đưa cái mật ong bạc hà là để phát triển chăn nuôi ong, để vận động các cái hộ là tiếp tục mở rộng chăn nuôi ong để đưa cái sản phẩm mật ong bạc hà thành cái sản phẩm ô cốp. Gia đình anh Giàng Trúng Mua, thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài là một trong hộ nuôi ong hiệu quả, có mức thu nhập khá. Hiện nay, gia đình anh có hơn 100 đàn ong lấy mật từ hoa bạc hà. Theo anh Mua, một đàn ong, một vụ hoa bạc hà có thể cho thu hoạch từ 10 đến 20 lít mật. Giá một lít mật ong hoa bạc hà hiện nay dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng. Việc phát triển mô hình nuôi ong lấy mật giúp gia đình anh từng bước vươn lên trở thành hộ khá, điển hình trong phong trào nuôi ong của xã. Với diện tích hoa bạc hà tương đối nhiều nên gia đình tôi đã mạnh dạn phát triển nuôi ong mật. Tôi nhận thấy nuôi ong lấy mật từ hoa bạc hà cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Có năm gia đình tôi thu nhập từ bán mật ong cũng được 40 đến 60 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi ong lấy mật hoa bạc hà ở xã Sủng Thài, huyện Yên Minh đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay, sản phẩm mật ong bạc hà ở xã Sủng Thài được đánh giá có chất lượng tốt nhưng chưa được quảng bá, tiêu thụ. Vì vậy, để duy trì, phát triển nghề nuôi ong lấy mật từ hoa bạc hà, cần có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn về quy mô đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi ong, cũng như tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm mật ong bạc hà của xã để người dân yên tâm phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn vừa tổ chức bế mạc và trao giải bóng đá nam 7 người huyện Đồng Văn năm 2023, được tổ chức trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 với 8 đội bóng và trên 100 cầu thủ tham gia. Sau 3 ngày tranh tài, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, những bàn thắng đẹp và các trận đấu hấp dẫn sôi nổi. Giải bóng đá huyện Đồng Văn được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 118 năm ngày thành lập huyện Đồng Văn. Đồng thời, qua giải đấu, góp phần tạo sân chơi lành mạnh và là nơi giao lưu cho người dân yêu bóng đá trên toàn huyện, xây dựng tình đoàn kết tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.